Giới thiệu cho mẹ, đây là chiếc xe ô tô cảnh sát dành cho các bé, được làm bằng kim loại. Xe thì có đầy đủ nhạc này, đèn phát sáng này, và cửa thì có thể mở ra mở vào được ba mẹ nhé. Xe thiết kế rất là đẹp, đèn trước đèn sau đều có thể phát sáng. Xe cầm thì rất là chắc tay, sử dụng bé có thể vui chơi được rất là lâu. Chỉ từng chi tiết của xe được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, y như là một chiếc xe cảnh sát thông thường của các chú cảnh sát ngoài đời. Xe này có thể chạy bánh đà, có thể di chuyển bánh đà, bé chỉ cần nhấn phần bánh đằng sau xuống, kéo lùi về phía sau và thả tay ra là sẽ có thể di chuyển. Để xe phát nhạc thì bé chỉ cần nhấn cái xe xuống và bỏ tay ra là xe có thể phát nhạc rồi. Chiếc xe cảnh sát này thì có hai màu cho bé lựa chọn, đó là màu đen và màu trắng ba mẹ nhé. Với những bé mà yêu thích vui chơi với những chiếc mô hình ô tô, hoặc là đặc biệt là với những bé thích xe cảnh sát này, chắc chắn là ba mẹ phải mua cho bé một chiếc ô tô như thế này để bé vui chơi rồi. Và đặc biệt với chiếc ô tô này thì có thêm một chiếc tuệ trưng bày như thế này. Tuệ trưng bày như thế này rất là đẹp. Và sau khi bé vui chơi, bé có thể để vào trong cái kệ trưng bày này để cất lên tủ hoặc là lên kệ trang trí của bé.